Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là thứ năm ngày mùng 3 tháng 8 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại tăng nhẹ khi đã giảm khá mạnh trong phiên giao dịch đêm qua theo giờ Việt Nam, hiện tại đang đứng quanh vùng giá 1.937,3 đô la Mỹ trên một ao. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.934,77 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.938,97 đô la Mỹ trên một ao. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm nhẹ, giao dịch ở mức 102,5 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cho xuống giảm mạnh với tỷ lệ giảm là hơn 2%, đứng ở mức 29.200 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống tăng nhẹ, đứng ở mức 4,084% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng nhẹ, giao dịch ở mức 79,9 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục giảm mạnh sau khi mà tổ chức xếp hạng tín dụng Fitch Ratings hạ bậc xếp hạng tín dụng của Mỹ từ 3 chữ A xuống chỉ còn AA+. Giới phân tích cho biết, đây là lần đầu tiên Fitch Ratings hạ bậc tín dụng đối với Mỹ trong vòng hơn 10 năm qua. Thông tin này đã thúc đẩy nhà đầu tư dồn vốn vào đồng bạc xanh, giúp giá trị của đồng tiền này tăng giá lên mức cao nhất trong vòng một tháng qua. Đồng thời, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm cũng lên tới 4,1% trên một năm. Với diễn biến này, giá vàng thế giới đã giảm mạnh 20 đô la Mỹ trên ao, từ vùng giá 1.955 đô la Mỹ trên ao xuống chỉ còn 1.935 đô la Mỹ trên một ao vào lúc rạng sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. Theo Nikkei CL, chiến lược gia kim loại quý tại MKSP AMP Thụy Sĩ dự báo thị trường vàng thế giới sẽ khó khởi sắc khi mà đà tăng giá của đồng bạc xanh và lãi suất trái phiếu Mỹ chưa dừng lại. Ở một diễn biến khác là báo cáo việc làm quốc gia ADP trong tháng 7 năm 2023 cho thấy mức tăng 324.000 lao động, cao hơn rất nhiều so với mức tăng dự kiến là 175.000 việc làm. Điều này cũng gây ra một số áp lực đối với thị trường vàng, bởi lẽ dữ liệu việc làm mạnh lên có thể thúc đẩy Mỹ tăng lãi suất trong thời gian tới, làm cho giá trị của đồng bạc xanh tăng giá nhiều hơn, bất lợi cho giá vàng trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, về mặt xu hướng của giá vàng, theo các nhà phân tích đã nói rằng, trong khi xu hướng dự hâu của Fed đang kiềm hãm giá vàng, thì sự không chắc chắn của thị trường và mối đe dọa của suy thoái kinh tế hỗ trợ cho giá cả. Theo ông Barrett Malik cho rằng, sẽ không còn lâu nữa Fed sẽ phải thay đổi quan điểm của mình bởi dữ liệu kinh tế sắp tới chỉ gây thất vọng so với kỳ vọng của thị trường. Vị chuyên gia này nói thêm rằng sự lạc quan của thị trường có thể gần đạt đến đỉnh điểm. Cũng theo các chuyên gia thì sự hồi phục của kinh tế khu vực châu Âu và Trung Quốc cũng có thể khiến đà tăng của đồng bạc xanh chậm lại, qua đó kéo vàng đi lên. Nhu cầu vàng của Trung Quốc được dự báo có thể sẽ tăng trong nửa cuối năm nay nhờ các chính sách kích thích nhằm thúc đẩy tiêu dùng. Và việc các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn, đây cũng là mùa cao điểm truyền thống về tiêu thụ trang sức vàng liên quan đến kỳ nghỉ lễ. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC chỉ điều chỉnh giảm nhẹ ở một số hệ thống kinh doanh. Còn với mặt hàng vàng nhẫn đột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác tiếp tục xu hướng giảm khá mạnh. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng mua vào mức 66,60 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 67,22 triệu đồng trên lượng. Còn với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 66,60 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,20 triệu đồng trên một lượng. Với giá nhận bộ số 9 tại công ty này thì mua vào mức 55,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 56,80 triệu đồng trên một lượng, giảm 150.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay, ngân hàng nhà nước tiếp tục điều chỉnh tăng mạnh, tăng tới 30 đồng trên 1 đô la Mỹ, hiện tại niêm yết ở mức 23.803 đồng trên 1 đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, mua vào mức 23.545 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 23.915 đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng 20 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, mua vào mức 23.640 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 23.720 đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng 20 đồng trên 1 đô la Mỹ bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch trưa nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.660.000, bán ra 6.720.000.
Không có điều chỉnh về giá, chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang là 600.000 đồng trên lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6.660.000, bán ra 6.722.000. Pin Di Hồ Chí Minh và pin Di Hà Nội mua vào 6.670.000, bán ra 6.720.000, giảm 50.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Hay là giảm 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều bán, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.665.000, bán ra 6.715.000. Doji Hà Nội mua vào 6.655.000, bán ra 6.730.000. Phú Quý SCC mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.662.000, bán ra 6.718.000. My Hồng SCC mua vào 6.670.000, bán ra 6.700.000, giảm 10.000 ở chiều mua, giảm 5.000 ở chiều bán. Tiếp theo sẽ là giá vàng SCC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.670.000, bán ra 6.710.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.620.000, bán ra 6.740.000. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.655.000, bán ra 6.730.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.660.000, bán ra 6.722.000. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì không có điều chỉnh về giá, chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 đến 660.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.660.000, bán ra 6.722.000. STC Huế mua vào 6.657.000, bán ra 6.683.000. STC Miền Tây mua vào 6.665.000, bán ra 6.722.000. STC Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 6.660.000, bán ra 6.720.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.662.000, bán ra 6.725.000. STC Quy Nhơn mua vào 6.660.000, bán ra 6.722.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.658.000, bán ra 6.722.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này giảm trong khoảng từ 63.000 cho đến 150.000 đồng trên một lượng, hay là giảm trong khoảng 6.300 đến 15.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Hiện tại đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.580.000, bán ra 5.680.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.580.000, bán ra 5.690.000. Vàng bộ số 9 mua vào 5.560.000, bán ra 5.640.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.464.200.000, bán ra 5.584.200.000. Vàng 18K mua vào 4.045.4000, bán ra 4.245.4000. Vàng 14K mua vào 3.103.4000, bán ra 3.303.4000. Vàng 10K mua vào 2.167.1000, bán ra 2.367.1000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.